2 tỷ 050 triệu cho 12.000 mét vuông đất Phú Quốc tại Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận. Đất dòng đất thì đẹp, vuông vức. Chỗ này là có con đường mòn, thể hiện trên sổ. Chiều dài của con đường mòn này là mặt tiền của cái đường này là 138 mét. Thì ở ngoài này người ta gọi là đường xe bò. Toàn bộ cái mảnh đất mình đã là đã cắm ranh cắm mốc rồi. Hôm nay mới anh em ra quay thực tế. Thị trường giờ ta tới cuối năm thì đối với những cái khu đất này thì nó sẽ không còn giá dưới 200 ngàn một mét vuông, và đặc biệt là những cái lô mà có thể hiện được trên sổ với chiều dài của mặt đường nó rất là lớn. Đó, chạy toàn bộ những cái cột mốc này là nằm trong cái ranh giới đất này. Với hơn 2 tỷ một chút xíu thì chúng ta chỉ có sở hữu được một cái căn hộ ở tại thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 53-54 mét vuông. Càng giờ sau này thì chúng ta mới càng thấy cái giá trị của đất, cho nên giờ đây là các quý khách nhà đầu tư thì cứ ngồi đâu thì cũng nghe bàn về đất. Tại sao? Tại vì cái nhu cầu bây giờ con người ta mới tới phát hiện rằng là đất là một cái kênh mà đầu tư tiền, nó đẻ ra tiền nhanh nhất và nó có thể giàu lên khi mình ngủ. Và đặc biệt là những cái thế hệ của lớp trẻ và sau này thì đất nó lại càng rất là khan hiếm, cho nên để chọn được những cái lô đất đẹp như thế này thì chúng em cũng phải chịu khó đi săn lùng và cũng phải video thực tế. Cái mô hình ở đây làm là chủ yếu là mô hình farm, còn hai nữa thì giờ đã cắm mốc hết rồi thì mình chỉ mua và để đó, khi mà cao tốc xong là tăng giá. Rồi hạ tầng kết nối vùng, những con đường xương cá sẽ được hình thành, thì lúc đó thì cái giá trị bất động sản nó lại có một cái cục mốc mới, nhìn rất là đẹp. Mình nhìn tới 1H2 đó chứ không phải ít đâu, 12.000 mét, hơn 12.000 mét, mà bây giờ chúng ta sở hữu chỉ có 2 tỷ 050 triệu thôi. Hãy sở hữu nhanh đi, vì tới cái thế hệ mà đời con đời cháu của chúng ta không còn đất để mua nữa đâu. Hồi đất của ông của bà thì gọi là cấp theo hộ, còn bây giờ đây là tới cái thế hệ tuổi trẻ của tụi em đã bắt đầu là mới tìm hiểu về đất, bắt đầu mới có nhu cầu đi mua bán. Rồi từ cái thế hệ tiếp theo, 2-3 thế hệ sau nữa thì nó gọi là không còn đất nữa, mà muốn sở hữu thì phải bỏ ra một cái giá trị nó cao hơn nữa rất là nhiều. Rồi xin chân thành cảm ơn đã lắng nghe về những cái chia sẻ của Phi. Để biết thêm thông tin hoặc liên hệ mua lô đất này thì vui lòng liên hệ với Phi. Video thực tế 100% quay sau bán vậy, chứ không có quay cái lô đất này mà đi bán lô đất khác. Rồi xin chân thành cảm ơn.